ngàn dòng sơn hà. Ok, hello anh em, chào anh em nha anh em. Mình xin chào tất cả anh em nha. Chào Trần Tuấn, chào Phạm Huy, chào Hữu Duy, chào Chủ tịch, chào tất cả anh em đang xem livestream này nha anh em. Hôm nay thì chúng ta sẽ quay lại với tất cả anh em một trận thiên tử tại server Thành Đô giữa hai bạn hội Ma Giáo và bạn hội Giang Hồ nha anh em. Đây là trận đấu chúng ta vừa mới sắp bắt đầu thôi, anh em. Bây giờ là trận thiên tử của ngày hôm nay của chúng ta tại server Thành Đô. Và cũng xin chào tất cả anh em đã quay lại với kênh Bảo Lâm Dí VN nha anh em. Bây giờ là hiện tại mình đang theo chân ban hội Ma Giáo. Họ đang đứng ngay sau gốc cây số 2 của bên phe của mình. Không biết ban hội Ma Giáo sẽ làm gì tiếp theo đây. Có vẻ hai bên Ma Giáo và Giang Hồ thì theo mình đánh giá lực đánh hôm nay thì có vẻ là ban hội Ma Giáo sẽ có tỷ lệ phần thắng khoảng 70% phần chiến thắng rồi.
theo mình tính sơ qua thì bang hội ma giáo là một bang hội đánh thiên tử rất là mạnh. Không biết bang hội giang hồ hôm nay có thợ đánh được ma giáo hay không đây. Và hôm nay cũng là hình như là lần đầu tiên bang hội ma giáo họ đánh thiên tử thì phải. Sorry anh em, bang hội giang hồ họ đánh thiên tử thì phải. Mình cùng nhau qua bên bang hội giang hồ một tí nha anh em. Không biết giang hồ họ sẽ như thế nào đây. Giang hồ là một bang tuy cũng thành lập khá là lâu, nhưng mà họ rất ít được vào đánh thiên tử. Và hôm nay là theo mình dự đoán là hôm nay là trận có thể là trận đầu tiên của bang hội giang hồ thì phải. Không biết bang hội giang hồ sẽ như thế nào đây, chúng ta cùng chờ đón kết quả nha anh em. Hiện tại bây giờ mình đang theo chân bang hội giang hồ, họ đang núp sâu góc đá phía bên khu vực của mình. Ao, mình bị kẹt rồi. Chào Hưng Thịnh, Hưng Trịnh nha. Ok, hello bạn. Anh em đang xem livestream thiên tử hôm nay thì đừng quên đỡ lại cho Vlam ZVN một like và một chia sẻ ngay bây giờ ủng hộ nha anh em. Hiện tại hai bên đang chưa có gì xảy ra cả. Mình thấy bang hội giang hồ họ đang cố gắng cố thủ cái danh trại bên mình thôi. Họ đi theo một đoàn xe rất là chuyên nghiệp. Rất là chuyên nghiệp. Ma giáo đã vào trung tâm khu vực phe giang hồ rồi. Liệu sẽ như thế nào trong cái tuần đầu tiên đây? Rất mạnh. Hiện tại cái tuần đầu tiên thì ma giáo chỉ vào khoảng một ít tạc nào đó thôi, không có được long cho lắm. Ok Linh Nguyễn ơi, tí có gì inbox vào trang cá nhân của mình rồi mình chỉ cho phần mixer cái dàn âm thanh này cho. Nói chung cũng đơn giản thôi, không có gì khó khăn đâu. Chào Hồ Thánh nha. Hello tất cả anh em đã quay lại với Võ Lâm ZVN. Hôm nay là một trận livestream thiên tử lần đầu tiên của bang hội giang hồ. Mình cùng theo chân bang hội giang hồ một chút xíu, liệu bang hội giang hồ sẽ như thế nào anh em. À đúng rồi, hôm nay là theo mình dự đoán là vậy. Giang hồ là lần đầu tiên họ đánh thiên tử thì phải. Tại vì trong những tuần trước thì mình thấy giang hồ rất hiếm mà vào được đánh thiên tử. Liệu hôm nay giang hồ có làm lên cái sự tích nào hay không đây. Tuần vừa rồi họ đã chiếm lấy cho mình một cái thành, đó là thành Lâm An, khá là ngoạn mục. Và ma giáo thì chiếm cho mình Biền Kinh, nên là giang hồ có một vé đánh thiên tử. Mong rằng trận hôm nay sẽ là một trận đầu tiên và một trận thành công cho bang hội giang hồ. Chào Hải Đăng nha, chào Nguyễn Trung Quyết. Hello 500 anh em đang xem livestream nha anh em. Và cảm ơn anh em đã cùng đồng hành với Vlam ZVN một thời gian qua. Và mong rằng anh em sẽ mãi mãi ủng hộ Vlam ZVN nha anh em. Và đây là chúng ta đang theo dõi đang theo đoàn xe của bang hội giang hồ. Họ đang cố gắng đánh thủ phía bên danh trại phe mình và không di chuyển đi đâu nhiều cả. Họ đang xoay vòng. Mình đang theo chân bang hội giang hồ nha. Chào Trần Minh Chí. Auto còn thu phí không? Auto thì free nha. Auto 1.9 là free nha. Còn nếu anh em nào làm giả tẩu chuyên nghiệp hơn một tí thì có thể mua auto 2.0 trên cái trang agtu.net thì phải. Đúng rồi, agtu.net rồi đó. Là nó thu phí cho anh em là 3 ạc thì mỗi tháng khoảng 90k Việt Nam đồng thôi. Thì cái đó là giúp anh em làm giả tẩu nó tốt hơn. Còn nếu anh em chỉ việc tranh thôi, tranh 24-24 thì auto 1.9 của free của Võ Lâm thì anh em có thể tranh 24-24 rồi. Chào Trung Ngô Văn, ok bạn nha. Anh em đang xem livestream thì đừng quên ủng hộ một like và một chia sẻ ngay bây giờ giùm mình nha anh em ơi. Cũng như là ủng hộ bang hội giang hồ và bang hội ma giáo hôm nay. Trước mắt mình thấy chỉ khoảng 5 phút đầu tiên bang hội ma giáo đã đẩy vào một tuần đầu tiên, nhưng mà có vẻ là chưa được thành công cho lắm. Theo số điểm mình vừa cập nhật đó là phe Tống 6.003 điểm và phe Kim là 5.006, chênh lệch nhau khoảng 500 điểm thôi. Một con số không cao cho lắm. Phe Kim đó là ma giáo nha anh em. Phe Tống đó là giang hồ và giang hồ đang gắt 500 điểm.
hai bên đang giao tranh tại sâu với ngôi mộ đây. Và ma giáo họ đã xây về cục đá phía bên dưới. Liệu hai bên sẽ như thế nào? Hai bên đang giao tranh và sắp là cà với nhau rồi. Không biết ban hội nào sẽ trụ đến giây phút cuối cùng đây. Có vẻ như tình hình thì mình thấy ban hội giang hồ họ đã bị chết đi, chỉ còn khoảng 10 ạc thôi. Xong, thế là tuần đầu tiên. Tuần đầu tiên là ban hội ma giáo họ đã ăn hoàn toàn, và dàn xe của ban hội giang hồ đã bị chết đi tất cả rồi anh em. Như thế này thì mình thấy số điểm chắc chắn ban hội ma giáo họ sẽ gắt ngược lại ban hội giang hồ thôi. Tuần đầu tiên rất thành công. Rất thành công. Và trước mắt thì ban hội ma giáo họ đang cố gắng thủ ngay giữa chiến trường Hồng Sa Lâm, và đang đợi ban hội giang hồ tập trung và chạy ra thôi. Họ không nôn nóng, họ đang đặt những quả bom loạn hồn kích rất là dây. Và sau cái tuần đầu tiên thì ban hội ma giáo họ đã đạt con số 12k điểm, và phe giang hồ là 8k điểm. Chỉ một tuần đầu tiên thôi, ban hội giang hồ đã gắt 4k điểm rồi. Một cái tuần rất là thành công, một cái đam rất là trọn vẹn. Và đây là tuần thứ hai. Không biết ban hội nào sẽ giành phần thắng trong tuần này đây. Có vẻ ban hội ma giáo họ đang đẩy lẻ tẻ đội hình ra thì phải. Mình cùng nhau theo chân ban hội giang hồ một tí. Giang hồ đang tấn công trên. Chào Hải đi The Singer. Server mới thì mình không rõ nữa, nhưng mà theo mình dự đoán thì chỉ khoảng gần Tết sẽ có thôi. Đó là mình dự đoán thôi. Tuần này có vẻ ban hội giang hồ họ đang cố gắng tấn công. Tấn công 100%. Họ đã đẩy qua khu vực ban hội ma giáo rồi. Đang tập trung gần cửa chính rất là đông. Họ đã rút về. Sau cái tuần đánh cũng rất là ok. Họ đã rút về giữa gần cổng chính phe mình rồi. Họ đang nhồi máu cho dàn xe. Hello Nguyễn Văn Nam nha. Hello Tào Tháo. Hello Nam Trâm anh em. Và chào tất cả mọi người đang xem livestream nha. Chào tất cả anh em đã quay trở lại với trận livestream của Vào Lâm Dí Vì Em. Một cái Vào Lâm hoàn toàn đồ xanh, tái hiện lại những thời năm 2005. Một thời Vào Lâm đồ xanh rất là thành công của Vinagame. Hiện tại server này cũng vậy, server chúng ta hoàn toàn đồ xanh, và đi kèm vào đó thì những trang bị như là định quốc và an bang thôi. Mình sẽ soi một vạch cho anh em xem sơ qua. Mình đang theo chân ban hội giang hồ, và mình sẽ soi những ạch trưởng lão và ban chủ giang hồ cho anh em xem. Đây là Châu Gazi, đây là một ạch thiếu lâm đao. Anh ta đã trang bị cho mình một set an bang mát ộp, dây chuyền 20, nhẫn 30, 30, ngọc bội 28, khá là tốt rồi. Nón định quốc 30 và một cái đao hút nội lực, cái này để đi chan thôi, và vài món đồ xanh khá đẹp. Chúng ta cùng tiếp tục xem trận giao tranh giữa ma giáo và giang hồ đang áp đảo qua khu vực phe kim rất là nhiều. Có vẻ như ban hội ma giáo họ đi rất là lễ tế. Ma giáo họ tập trung rất là lễ tẻ, nên là mình thấy họ chết rất là lễ tẻ, không được đi theo đoàn xe của ban hội mình. Và sau một hồi ăn được một số điểm thì ban hội giang hồ họ đã rút về doanh trại của mình và đã bơm theo cho những bình máu rồi.
Chào Tào Tháo nha, hiện tại server mình, server này không có đồ siêu nhân nha. Chỉ đi kèm vào đó là những trang bị hồng kim môn phái. Nếu anh em đạt đến mốc 8k giả tẩu thì được một món răm rum thôi. Chứ còn đồ siêu nhân thì server này không có rồi. Theo mình vừa cập nhật số điểm đó là phe ban hội giang hồ. Đó là phe Tống, họ đã có một con số 21k điểm. Và phe Kim đã có con số đó là sắp xỉ 20k rồi. Hiện tại giang hồ đã hơn 1k điểm. Và ngược về phe Tống rồi anh em. Sau 2-3 tuần ban hội ma giáo họ đánh rất là lẻ tẻ, nên là giang hồ đã gỡ được 4k điểm từ cái tuần lúc nãy rồi. Giang hồ đang tập trung theo một đoàn xe di chuyển rất là mạnh mẽ. Chúng ta cùng chờ đón xem thử ban hội mẹ giáo sẽ như thế nào tiếp tục đây. Nếu mà server ra lâu năm thì Hồng Kim Môn Phái nhiều thôi. Còn server này là server Thành Đô, Hồng Kim Môn Phái chưa có đâu anh em. Đang tập trung theo một đoàn xe. Hello tất cả anh em đang xem livestream nha anh em. Chúng ta cùng theo chân ban hội ma giáo một tí. Đúng rồi, xe thì đa số anh em thiếu lâm thôi. Thiếu lâm nữa lái phản đòn thì bãi. Tùy mọi chiến thuật của ban hội thôi. Có xe thì đa số chơi đường môn, và có xe thì đa số là chơi võ đan, và có xe của ban thì đa số chơi thiếu lâm. Rất là nhiều lựa chọn cho anh em kéo xe. Mỗi bên theo mình dự đoán thì mỗi bên đang sắp xỉ, mỗi bên gần 70 người rồi. Mỗi bên sắp xỉ gần 70 người rồi. Như hiện tại ban hội ma giáo họ đã đạt con số 66 người vào thiên tử rồi. Hiện tại ban hội ma giáo họ đang tập trung ngay giữa chiến trường Hồ Sơ Lâm. Và liệu ban hội giang hồ sẽ như thế nào? Anh em cùng theo chân ban hội ma giáo một tí. Chào Cao Cường nha, ok bạn. Mình sẽ soi một số đồ tại ban hội ma giáo cho anh em sơ qua. Đây là ban chủ của ban hội ma giáo. Để mình sorry nè. Đây là ban chủ của quạt đường môn. Hiện tại ban hội ma giáo họ đã đẩy về cửa 3 giờ của ban hội giang hồ. Liệu ban hội giang hồ họ có thủ được hay không? Giang hồ có vẻ là họ đã thủ thành công rồi anh em. Ban hội ma giáo họ đã rút về. Chỉ khoảng vài 20-30 ạc đã rút về rồi. Mình chưa kịp soi ạc ban chủ ma giáo cho anh em xem. Chào Nguyễn Văn Nam nha. Tuần sau chắc chắn sẽ live về Biện Kinh và hoặc là Tường An nha anh em. Mỗi tuần thì chúng ta sẽ thay đổi server cho nó, anh em xem nó bớt chán. Tại vì server chúng ta đã có 3 server rồi. Nên là tuần này mình like Công Thành Chiến và Thiên Tử Thành Đô xong. Tuần sau có thể mình sẽ like sang Biện Kinh hoặc là Tường An. Cho anh em xem và theo dõi cho nó khỏi theo một bên dữ quá thì anh em đâm ra nó chán. Hiện tại đây là server Thành Đô, một server mới nhất của Võ Lâm dí về anh em. Một Võ Lâm ra hoàn toàn rất là mới. Chỉ khoảng hơn 4 tháng thôi. Và đây là top 10 cao thủ của server Thành Đô. Châu Gary 160, Sầu 88 156 và Hải Aro Vanna, Kidiger, Tướng Chọc, Thung Đơ, Úc, Kho Điển, Mom Già và cậu ba Duân. Hiện tại server chúng ta chỉ khoảng mới 160 cấp và đổ ngược lại 150 cấp là hàng top 10 server rồi. Một server khá là mới. Những anh em nào mà thích chơi những server đồ hoàn toàn đồ xanh của Võ Lâm thì nên chọn server Thành Đô này. Là một server mới ra thôi nên là đồ hoàng kim môn phái rất ít.
nói chung là chưa có luôn, không phải là ít đó anh em. Server này chưa có luôn, 8.000 nhà tàu mới có được một món nha. Nhưng mà server này chưa có đâu, khoảng tầm 1 năm 10 tháng theo mình dự đoán thì tầm 10 tháng sẽ có những trang bị hồng kim ra đời thôi, ra mắt thôi, khi chúng ta đạt móc 8k gia tẩu. Chào Quang Nguyễn nha, game này cài như thế nào? Bạn có thể truy cập vào trang web zvn.net tương tự cái fanpage này và bạn có thể tải game về và trải nghiệm nha bạn ơi. Bên miền kinh hello lại thánh thiên tử nữa rồi hả? Ok bạn, tại vì không mình không biết sao nhưng mà sẽ bởi miền kinh thì bạn hỏi hello thì họ đánh thiên tử rất là chắc ăn rồi, rất là chắc chắn rồi. Còn không biết thì sẽ như thế nào, tuần này thì không biết như thế nào. Nhưng mà theo mọi tuần thì mình thấy bạn hỏi hello họ rất là mạnh, họ đánh thiên tử rất là chắc chắn và tỷ lệ thắng của họ thì phải nằm 90% là thắng rồi. Và đây là tuần tiếp theo bạn hỏi mẹ giáo họ đã tập trung cửa 3 giờ. Và liệu bạn hỏi nhân họ sẽ như thế nào? Nhân họ đã rút sâu về bên trong rồi. Không biết tuần này sẽ như thế nào đây. Liệu bạn hỏi ma giáo có ăn được luôn cái phần điểm hồi sinh của bạn hỏi giang hồ hay không đây. Hiện tại bạn hỏi ma giáo họ đã vào trung tâm, trung tâm gần cửa hồi sinh rồi. Nếu mà họ chiếm lấy được cái cửa hồi sinh này thì có vẻ bạn hỏi giang hồ rất khó mà tập trung xe cho mình. Sang Nguyễn ơi, game này game trên PC không cài trên được điện thoại nhé. Game này thì chúng ta chỉ tốn mỗi tuần là thu phí một kim ngân bảo là tương đương khoảng 14k Việt Nam đồng nha. Nam Winner ơi. Giống y hệt và Lâm Dừng Kỳ hồi xưa của Winner Game. Mỗi tuần chúng ta sẽ chi phí một kim ngân bảo để chúng ta bôn tàu giang hồ. Hoặc là chúng ta nạp 25 giờ. Hiện tại server chỉ khoảng mỗi PC chỉ kéo được 2 Excel thôi. Nên là mỗi người chơi chỉ kéo được 3, chơi được 3 thôi anh em. Hiện tại mình thấy ban hội ma giáo đa số lạc tay thôi. Họ đánh rất là rời rạc nhưng mà rất là chắc chắn. Lạc tay nên mới di chuyển như thế này. Nhưng mà nếu xe không phải di chuyển như thế này thôi anh em ơi, xe thì sẽ kéo một đoàn xe rồi. Theo mình dự đoán thì ban hội ma giáo hoàn toàn đạt ạc tay rồi, ạc tay nhiều hơn. Họ đã chiếm lấy được cái trung tâm của phe tống rồi anh em ơi, ngay cờ sói rồi, ngay điểm hồi sinh này. Mà nếu ban hội giang hồ đã bị mất thì khó mà tập trung xe cho mình, rất khó mà tập trung xe. Hiện tại phía bên trên thì ban hội giang hồ họ đã tập trung được một đoàn xe rất là lớn mạnh. Họ đã ùa xuống. Mà giáo có vẻ họ đã bị chết đi một số ít nào đó và họ đã rút về cửa 3 giờ. Chạy rồi. Bỏ chạy về cửa 3 giờ rồi. Họ đã rút hoàn toàn. Để mình xem cập nhật số điểm thử như thế nào rồi. Anh em cùng chờ đón mình sẽ cập nhật số điểm ngay bây giờ. Anh em đang xem livestream này của Võ Lâm Dí VN thì đừng quên đỡ lại một like và một chia sẻ ngay bây giờ ủng hộ mình, cũng coi như ủng hộ Võ Lâm Dí VN nha anh em. Và cũng như là ủng hộ hai ban hội ma giáo và ban hội giang hồ hôm nay nha anh em. Cảm ơn anh em rất rất nhiều. Hiện tại chúng ta cùng theo chân ban hội giang hồ một tí. Họ đã tập trung được lượng xe rất là đông. Chờ đợi trong vài phút nữa thì mình sẽ soi một số ạc cho anh em xem. Và tiếp tục mình sẽ đang rất là yên tĩnh. Mình sẽ soi ạc trưởng lão của ban hội giang hồ cho anh em xem sơ qua. Đây là thanh chiến ngoài thiếu lâm đao. Anh ta trang bị mình một cái đao tốc độ 20 và sát thương vật lý 31 điểm, khá là đẹp. Và đi kèm vào đó thì những trang bị đồ xanh và cái nón định quốc 28.
留下星星收拾住不负责任的阶级。Hai bên lại giao tranh giữa chiến trường Hồ Sơ Lâm rồi. Chúng ta cùng chờ đón kết quả xem như thế nào đây. Theo điểm số mình vừa cập nhật thì ban hội Giang Hồ họ chỉ mới khoảng 38 ca điểm thôi. Và bên Ma Giáo thì họ đã đạt con số 59 ca điểm rồi. Họ đã hơn 21 ca điểm nghiêng về ban hội Ma Giáo. Một số rất là cao. Chỉ khoảng mới 21 phút thôi, ban hội Ma Giáo họ đã hơn Giang Hồ 21 ca điểm rồi. Rất là đẹp. Sau cái tuần vừa rồi thì Ma Giáo họ đã chiếm đóng tại khu vực hồi sinh của Giang Hồ thì một số điểm tăng lên rất là cao. Được nha Nam Winner ơi. Chào Hà Quốc Thành, chào Như Hùng. Hello anh em mới vào nha anh em. Hello anh em đã cùng đồng hành Bảo Lâm ZVN thời gian qua nha. Mong rằng anh em mãi mãi sẽ ủng hộ Bảo Lâm ZVN. Một Bảo Lâm hoàn toàn đồ xanh. Sau cái thớ này thì mình thấy ban hội Giang Hồ họ đang cảm thấy thua điểm rất là cao, nên họ đang lấy cho mình một cái chiến thuật, đó là tấn công trọn vẹn. Họ đang cố gắng tấn công. Sau một hồi tấn công thì họ đã rút lui về rồi. Và ban hội Ma Giáo họ đang tập trung ngay gốc cây số 1 rất là đông. Anh em đang xem livestream trận đấu thiên tử hôm nay giữa hai ban hội Ma Giáo và ban hội Giang Hồ thì đừng quên để lại cho hai ban hội của chúng ta một like và một chia sẻ ngay bây giờ giúp mình nha anh em ơi. Hai bên là ép sắp lá cà tại khu vực này rồi. Gần cửa 3 giờ của phe tấn, hai bên đang giao tranh rất là gắt. Có vẻ như ban hội Giang Hồ đã bị chết nữa rồi. Họ chỉ còn khoảng 10 ạc và đang rút về cửa 3 giờ. Nếu mà tình hình như thế này thì chắc chắn với anh em rằng ban hội Giang Hồ họ sẽ thua một số điểm rất là cao cho thôi. Rất là cao cho mà thôi. Giang Hồ đang rất là yếu thế, họ đang tập trung quân. Đúng rồi. Đúng rồi Nguyễn Trung Quyết. Nếu mà ạc chính chết thì ạc xe chỉ chết theo thôi. Còn theo mình dự đoán thì bên Ma Giáo ạc xe họ rất là đông, nên là họ đánh không cần tập trung xe cho lắm. Họ đánh rời rạc nhưng mà rất là chắc tay. Còn bên Giang Hồ thì đa số là mình nhìn sơ qua thì Giang Hồ đa số là xe thôi. Xe rất là dày, rất là đông. Họ đi một đoàn xe rất là đông đủ luôn. Còn phía bên Ma Giáo thì họ đánh ạc tay hoàn toàn rồi. Hiện tại tấm phó tướng đã xuất hiện. Chỉ còn khoảng vài phút nữa thôi thì nghiêng xoáy phe tấm sẽ xuất hiện thêm thôi. Họ đang tập trung ngay giữa danh trại của phe tấm rất là đông. Và điểm số theo mình vừa cập nhật thì phe tấm Giang Hồ là 48 ca điểm, và bên Ma Giáo là phe Kim là 72 ca điểm. Một con số trên nhau 24 ca điểm rồi. Một con số rất là cao. Tình hình như thế này thì có vẻ ban hội Giang Hồ họ sẽ càng ngày họ càng thu điểm thôi. Mong rằng ban hội Giang Hồ sẽ tìm ra một cái thơ đánh nào khác hơn và gỡ lại số điểm cho ban hội của mình. Hiện tại họ đã thua 24 ca điểm rồi. Một số điểm rất là cao. Nếu tình hình như thế này thì xác định Giang Hồ sẽ rất khó giành phần chiến thắng rồi. Chào Sang Nguyễn nha. Game này luyện cấp. Hiện tại bây giờ cũng luyện cấp như hồi xưa thôi. Nhưng mà server đã ra khoảng 4 tháng rưỡi rồi, nên là cũng có một ít hỗ trợ cho anh em. Cũng như là theo mình nghĩ thì mới vào thì anh em mua cho mình cái Thiên Sơn Tiết Liên thì anh em đã lên khoảng 12 ít rồi. Thiên Sơn Tiết Liên của server thì cũng khá rẻ thôi, chỉ khoảng 70-80k Việt Nam đồng thì anh em đã có một account 12 ít rồi. Hiện tại server đang có một event thì chắc chắn sẽ có những phần quà hấp dẫn cho anh em
mới tham gia thôi. Và rất là có nhiều ưu đãi cho những người mới tham gia. Đúng rồi, Viện Nghiện Việt Nam ơi, mình là Duy Khải Gaming nha. Đúng rồi, Nghiện Việt Nam. Tuần sau chắc chắn mình sẽ live Biển Kinh hoặc là Tường An. Tại vì mỗi server thì mình live chỉ 2 đến 3 bữa thôi. Hiện tại chúng ta đang theo chân băng hội giang hồ. Chào Gary là một hạt dẫn đoàn xe của băng hội đi, là ban chủ. Đoàn xe của băng hội giang hồ rất là đông. Mình sẽ soi một vạt nữa cho anh em xem sơ qua. À, mình không tập trung khu vực này. Hai bên đang giao tranh. Theo mình dự đoán thì ban hội Ma giáo Ác Tây họ di chuyển rất là rời rạc, nhưng mà họ đang xoay quanh dàn xe của ban hội giang hồ để đánh những Ác xe lẻ tẻ ở bên ngoài. Những Ác Tây này rất là chất lượng, không tập trung theo đội hình cho lắm, nhưng mà họ chém vào thì bên ban hội giang hồ nát như tương. Giang hồ đã te tua rồi, chỉ còn khoảng mười mấy hai chục hạt cao thôi. Thấy chưa, giang hồ đã bị chết hoàn toàn rồi anh em. Tình hình như thế này thì rất là khó cho băng hội giang hồ rồi. Mình sẽ theo chân băng hội Ma giáo một tí và sẽ cho anh em xem một số trưởng lão của băng hội Ma giáo cho anh em xem sơ qua. Tấn Trọc hình như là một Thiếu Lâm. Tấn Trọc là Thiếu Lâm đao. Đao tóc 30, sát thương 29. Một set ăn bàn mắt ọp 20, 30, 30. Quá là đẹp. Và đi kèm vào đó những trang bị đồ xanh rất là hiếm tại server Thành Đô này. Còn Phi Vân. Hiện tại ban hội Ma giáo họ đang tập trung ngay gốc cây số 3, đang cố gắng đợi anh em ra tập trung. Hiện tại server này không có đồ tím nha Sang Nguyễn ơi. Chào Nguyễn Văn Nam. Nạp cạc thì bạn hãy biết em vào fanpage để Ader có thể hướng dẫn cụ thể hơn nha. Chúng ta nạp cạc qua thẻ ATM nha, thật là ví Momo. Đây là Hải Rồng hoặc Thiên Nhẫn. Hai bên đang giao tranh rất là gắt. Bên giang hồ mình cảm thấy là dàn xe của họ tập trung rất là đông, nhưng mà nếu mà xe mà đánh vạt tay thì rất khó mà ăn được những vạt tay này. Bên Ma giáo hoàn toàn vạt tay thôi nè. Họ là khi mà thấy giang hồ ùa vào, họ đã chia đội hình xung quanh giang hồ và những tay rất là chất lượng, đánh nhiệt tình, rất là nhiệt tình. Hai anh em thấy không, Ma giáo họ đánh đủ hướng cả. Tình hình như thế này rất khó cho băng hội giang hồ. Sau một hồi tấn công thì ban hội giang hồ họ đã rút về. Theo số điểm mình cập nhật thì giang hồ là phe tống 68 cao điểm, và phía bên Ma giáo là phe kim 86 cao điểm, đang trên nhau khoảng 22 cao điểm. Đúng rồi, số điểm em trên nhau khoảng 20 trên nhau khoảng 16 cao điểm anh em, 16 cao điểm. Thế là ban hội giang hồ họ đã gỡ được khoảng 8 cao điểm rồi. Cái tuần vừa rồi họ đã gỡ được khoảng 8 ca điểm, chỉ thua khoảng 15-16 ca thôi. Chào Nguyễn Thành An nha, server cày
Đúng rồi, server này server cày tự cày ra đồ nha, chứ không phải đồ đạc xịn sò như những server khác đâu. Đồ rất là hiếm. Để mình soi vài cho anh em xem. Đồ rất là hiếm luôn anh em ơi. Đi kèm vào đó thì những trang bị ăn ban và đỉnh quốc mới bằng được những món đồ 5-6 dòng thôi. Hiện tại bây giờ đồ hoàn toàn đồ xanh thôi. Đây là một bạch giỏ đan khí. Anh em thấy không, hoàn toàn đồ xanh thôi. Không được VIP cho lắm, tại vì đồ server là đồ xanh nên là rất là khó kiếm đồ mắt ộp. Và đồ chuẩn thì rất là hiếm anh em. Như thế này thôi là đã chùm rồi. Hai bên đang giao tranh gần cửa chính của phe tấm. Hiện tại thì đồ toàn đồ xanh thôi. Mà giáo họ đã ua vào cửa chính rồi. Không biết họ có vào hay không. Vào rồi. Bên trong là giang hồ rất là đông. Bên trong giang hồ rất đông, nhưng mà hai bên đang giao tranh tại cửa chính rồi. Liệu ma giáo có chiếm được khu cửa chính này hay không? Hai bên đang đam những đòn đam mặc định 5-12 về phía đối phương rất là dày. Nếu mà những hạt xe nào mà di chuyển lẻ tẻ hút vào phe địch thì chỉ có chết mà thôi. Đó, anh em thấy những hạt xe mà hút về phía phe địch thì chỉ có chết thôi. Không đường nào mà sống sót cả, tại vì những đòn đam 5-12 mặc định này rất là mạnh. Sau một hồi tấn công ngay cửa chính thì ban hội ma giáo họ đã rút lui rồi. Ban hội giang hồ họ vẫn đang cố thủ danh trại của mình. Và ma giáo lại ùa về cửa 3 giờ. Chỉ khoảng 20 bạc thôi. Đúng rồi Nguyễn Văn Nam ơi, Hồng Hưng tuần vừa rồi không có thành chính nên là họ không có vé đánh thiên tử. Và nguyên soái phe tống đã xuất hiện. Chắc chắn với anh em rằng nếu mà nguyên soái phe tống đã xuất hiện thì nguyên soái phe kim cũng xuất hiện. Nếu bây giờ ban hội giang hồ họ cố gắng tấn công và giết được nguyên soái phe kim thì may ra phần thắng sẽ dành về họ thôi. Tại vì điểm số họ đang thua một con số rất là cao, khoảng gần 16 đến 20k điểm rồi. Tình hình như thế này thì chỉ cố gắng đánh vào nghiêng sói phe kim thì mày ra. Hai bên đang giao tranh tại gần khu vực phe tống. Theo mình vừa cập nhật điểm số thì phe tống 74k và phe kim 95k. Phần thắng vẫn nguyên về ban hội ma giáo, đang chênh lệch nhau khoảng 21k điểm. Một số điểm rất là cao. Sau những đòn đam này thì ban hội ma giáo họ đã rút về doanh trại của phe mình rồi. Chào Nguyễn Thanh An nha, server này chỉ mới ra khoảng 4 tháng rưỡi thôi nha Nguyễn Thanh An. Bài hát nhạc nền này là bài Mãn Văn Hồng nha. Mãn Văn Hồng, bài này là bài của Trung Quốc. Mãn Văn Hồng. Hiện tại ban hội ma giáo họ đang tập trung về gốc cây số 1 rất là đông. Họ sẽ làm gì tiếp theo đây? Hai bên đang giao tranh tại góc cây số 1. Ban hội giang hồ tuy là đang thu điểm, nhưng mà họ vẫn đang cố gắng đánh những giây phút cuối cùng rất là mạnh mẽ. Sau khi tôi vừa rồi áp sát vào khu vực góc cây của ban hội ma giáo thì giang hồ họ đã bị chết đi một nửa đội hình của mình. Và có vẻ thì họ đã rút về danh trại rồi. Wow.
mình bị kẹt rồi. Hiện tại ban hội ma giáo họ đang tập trung cứ 3 giờ phía tông rất là đông. Không biết cái tour này họ có bao được có nhìn mặt được nghiêng xoáy phía tông hay không đây. Rất là gắt. Anh em đang xem livestream thiên tử của ngày hôm nay thì đừng quên đỡ lại một like và một chia sẻ, coi như ủng hộ Võ Lâm ZVN và ủng hộ hai ban hội ma giáo và ban hội giang hồ nha anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều. Nghiêng xoáy bê tông đang bị đam chân. Không sao, chưa lên máu, đang lên máu rồi, đang dính đam rồi. Nghiêng xoáy bê tông đang lên đam. Không biết ban hội giang hồ họ có tập trung thủ được nghiêng xoáy hay không. 48k rồi, đang lên đam anh em ơi, 300 mấy rồi. Nếu mà giật đam liên tục như thế này có vẻ nghiêng xoáy về tống rất khó mà được cứu. Bên trong thì những thành viên ban hội giang hồ họ đang cố gắng tập trung ra, không biết có kịp thời cứu được nghiêng xoáy về tống hay không đây. Đã lên đam một chiều, đã lên đam một chiều rồi anh em ơi, một chiều mốt chỉ còn khoảng 30% máu thôi. Rồi xong, thế là nghiêng xoáy phê tống đã bị chết đi hoàn toàn. Để mình xem thông báo gì đây. Tống kim gì đây, nó báo gì vậy. Nhưng có vẻ là đã chiến thắng rồi, chiến thắng mà trên cái số đã giết, à công bố số giết nghiêng xoáy phê tống ách lành 88 hay 99 gì đó. Như thế này thì Hồng như thế này thì ban hội giang hồ chắc chắn sẽ thua rồi. Ma giáo đã chiếm lấy được cái phần hồi sinh của ban hội giang hồ. Bây giờ giang hồ rất khó mà tập trung. Rất khó mà tập trung. Bây giờ điểm hồi sinh ma giáo đã chiếm lấy hoàn toàn rồi. Nếu mà cứ như thế này ban hội giang hồ di chuyển ra thì đã bị những ngạch tay của ban hội ma giáo giết rồi, nên là rất khó tập trung xe cho ban hội của mình. Và đây là kết quả sau 40 phút. Đây là 10 cao thủ thì mình đã thấy 9 cao thủ phe kim rồi, là bên ma giáo đã 9 cao thủ rồi. Phe tống thì chỉ có một người, đó là Tôn Đại Thắng đang đứng top 2. Và phe kim đó là Atlan 99 và Hắc Thần, HN Sống Về Đêm, Hải Rồng, Cậu Huy, Rùi Chiến Baby, Xe Cậu Huy, Cám Siêu Quậy và Đình A Nghĩa. Đây là 10 cao thủ đang đứng top 10 trận thiên tử hôm nay. Điểm số rất là cao. Tình hình như thế này thì ban hội giang hồ chắc chắn sẽ nhận lấy phần thua hôm nay thôi. Chỉ còn khoảng 20 phút nữa thôi, trận thiên tử sẽ chính thức khép lại. Trước mắt thì điểm hồi sinh của ban hội giang hồ thì đã bị ma giáo chiếm đóng lấy rồi. Bây giờ rất khó mà di chuyển ra bên ngoài. Sau nhiều pha tấn công, nhiều tuần tấn công thì ma giáo đã chiếm lấy hoàn toàn khu danh trại của giang hồ rồi. Chào Lơ Minh Thuận, bạn hãy bị em vào fanpage để AD có thể trả lời và hướng dẫn cụ thể hơn nha Lơ Minh Thuận ơi. Nếu mà vấn đề về lỗi gì hãy bị em vào trực tiếp fanpage để AD có thể hướng dẫn bạn cụ thể hơn nha. Nếu chắc chắn bạn chưa chỉnh qua 16 bit thôi. Game này chúng ta chỉnh qua 16 bit thì mới chơi được nha. Tại vì game này là game 2D nên là chúng ta chỉnh khung hình của game về chế độ 16 bit thì sẽ chơi được thôi. Nếu vấn đề về loại game thì hãy PM trực tiếp vào fanpage nha.
Tình hình như thế này thì ban hội ma giáo họ đã chiếm lấy phần thánh 90% rồi, đã ăn được nghiêng sói phê tóm, và bây giờ thì đã chiếm đóng được điểm hồi sinh của ban hội giang hồ. Bây giờ những ạc xe bàn tay của giang hồ tập trung ra, không thể sống sót được, ra chỉ có bị chết thôi, rất là khó. Theo điểm số mình vừa cập nhật thì phe tống 83k điểm và phe kim đã lên một con số 166k điểm, gấp đôi phe tống rồi anh em. Sau khi anh nguyên soái phe tống thì điểm số đã được lên gấp đôi luôn rồi, 83 với 166 thì gấp đôi rồi, một điểm số rất là cao. Ok, cảm ơn Văn Bình Lê, mình sẽ cho nhạc nhỏ xuống một tí. Cảm ơn góp ý của bạn rất là nhiều. Hiện tại điểm hồi sinh của ban hội giang hồ rất khó mà di chuyển ra bên ngoài. À, bây giờ ma giáo thì họ đã chiếm đóng hoàn toàn danh trại phe phe tống rồi, nên là hiện tại bây giờ phe tống là ban hội giang hồ, họ không thể di chuyển ra bên ngoài được. Nếu mà họ di chuyển ra điểm hồi sinh thì họ đã bị chết rồi. Bên ngoài thì đặc bẫy và đặc bom lò hoàn kết thì rất là nhiều, rất khó mà di chuyển ra khỏi những cửa chính và cửa 9 giờ và cửa 3 giờ. Đây là một server đồ xanh, đồ rất có giá trị và tái hiện lại thời xưa của chúng ta. Thời 8X, 9X hồi xưa thì may ra anh em biết, đó là thời Võ Lâm 2005, một phiên bản hoàn toàn chuẩn nhất của 2005, và với một cộng đồng rất là đông và được phát triển với đội ngũ adder rất là nhiều kinh nghiệm. Như server này là server Thành Đô, một server ra khoảng gần 5 tháng rồi, nhưng mà độ nhiệt tình của nó thì anh em xem thì anh em đã đủ thấy rõ rồi, rất là nhiệt tình và náo nhiệt. Mình đang theo chân ban hội ma giáo về danh trại ma giáo thôi. Ok, Văn Bình Lê. Và đây là đại sói, một trưởng lão của ban hội ma giáo. À, không phải, phải trưởng lão không ta? Như trưởng lão hay sao á? À, không phải. Để mình soi những ngạch trưởng lão ban hội ma giáo cho anh em xem. Trưởng lão với những ngạch ban chủ thì anh em trang bị cho những món đồ rất là hot. Đây, mình đứng vô này mình soi đồ cho anh em xem. Rùa chiến baby. Đã mất tiêu rồi. Hai bên đang giao tranh tại khu vực này. Anh em cùng chờ đón. Tuy là đang thua nhưng mà ban hội giang hồ họ đánh rất là chặt chẽ. Họ đã thu gom được dàn xe của mình đầy đủ thì họ lại tấn công. Ban hội ma giáo họ đang cố thủ ngay cửa chính của ban hội ma giáo phe kim của mình. Giang hồ đang ùa vào cửa chính rất là đông. Và đây là hải rồng. À đúng rồi, ông này là thiên nhẫn nha anh em. Hiện tại thì một set an bang mắt off, và đi kèm vào đó thì những trang bị đồ xanh 5 dòng và 4 dòng thôi. Hiện tại bây giờ server chỉ mới khoảng set an bang và set định quốc thôi anh em. Đi kèm vào đó thì những món trang bị đồ xanh. Hai bên đang giao tranh tại gốc cây số 2 phe kim. Ban hội ma giáo thì đang ôm gốc cây rất là dày, và phía bên giang hồ họ đã rút về gốc cây thứ nhất, nhưng mà có vẻ là để bị chết và họ đã hoàn toàn tan rã.
Mình sẽ soi tiếp tục vạch ban hội ma giáo cho anh em nhìn sơ qua. Không có chỗ này rồi. Đây là Phi Long Ca, một vạch đường môn, trưởng lão của ban hội ma giáo. Anh ta trang bị cho mình một set an bang 16, 27, 26, 28, an bang tầm trung. Và đi kèm vào đó thì vài món định quốc đường môn, nên là rất là cần thiết cái đai định quốc 80 chúng độc này. Và đi kèm vào thì vài món đồ xanh thôi. Cái nỏ cũng rất là ok. Tóc 30 và kháng độc được 17 là khá là đẹp rồi. Sát thương 7 thì không ăn thua. Chào Thôi Trấn Huy, chào Dương Hiểu, Dương Nguyễn Huy nha. Hello anh em mới vào nha. Cảm ơn anh em đã luôn đồng hành cùng Bảo Lâm GVN. Và hôm nay là trận thiên tử tại server Thành Đô giữa hai ban hội ma giáo và ban hội giang hồ. Hai bên đang giao tranh xếp là cà với nhau. Điểm số thì đang nghiêng về ban hội ma giáo rồi, một điểm số gấp đầu, nên là ban hội giang hồ rất khó mà giành phần chiến thắng trong trận đấu hôm nay. Nhưng mà họ biết họ vẫn thua, nhưng mà họ đánh rất là nhiệt tình. Giang hồ đánh họ tập trung quân lên một cái là đông đủ quân là họ lại đẩy tới rất là nhiệt. Chào Bùi Trường nha, ok, chào bạn nha. Anh em đang xem livestream thiên tử hôm nay thì đừng quên để lại một like và một chia sẻ ngay bây giờ, ủng hộ và ủng hộ Bảo Lâm GVN và cũng như ủng hộ hai ban hội ma giáo và ban hội giang hồ nha anh em. Đây là Tấn Trọng, một ạc thiếu lâm rất là trâu bò, là một trưởng lão của ban hội ma giáo. Người ta trang bị mình một set ăn ban. Hai bên lại xếp là cà rồi. Đây là một set ăn bàn mắt ộp 20, 30, 30. Và anh ta đi kèm vào đó thì một cái nón phòng thủ và thời gian chậm 20 và những đồ xanh thôi. Mình sẽ rút về danh trại phía kim một tí. Làm hết rồi. Đây là ban chủ của ma giáo nè em. Hà Nội HN sống về đêm, một vạch đường môn. Anh ta trang bị mình một set ăn ban tầm trung. Đi kèm vào đó thì những món phòng thủ vật lý và thời gian chậm khá là cao. Đồ server rất là hiếm, nên là những trang bị đồ mát rất là hiếm nha anh em. Đây là Thịnh Thủy Hoàng. Thịnh Thủy Hoàng là một trưởng lão của ban hội giang hồ. Cái ban rồng. Anh ta trang bị mình một set năm hành khá là VIP. Dây chuyền kháng lôi 13, kháng tất cả 15. Đây là một set ngũ hành khá là tốt rồi. Wow, cái áo đẹp quá, 42, 91 sinh lực. Cái áo này khá là đắt đỏ đây. Wow, cái giày cũng thế, cái giày khá đẹp. Nếu mà cái giày này lên tóc được 38 thì quá tuyệt vời. Một cái bàn rất là trâu bò. Để mình cập nhật điểm số thử như thế nào. Chắc chắn với anh em rằng thì điểm số thì không còn quan trọng nữa rồi. Ban hội giang hồ lúc nãy họ đã thua gần 80k điểm. Một điểm số là quá là cao luôn. Để mình cập nhật xem thử bây giờ điểm số sẽ như thế nào rồi.
mình cùng nhau qua danh trại phê dân hồ phê tống một tí. Trong những trận đánh như thế này thì không thiếu những ngạch nghe mây trướng. Nghe mây trướng chụp rất là ok, chụp lại và hỗ trợ đồng đội kết thúc thôi, rất là đẹp. Wow, giang hồ tập trung xe rất là đông. Bạn hỏi giang hồ họ đã rút vào bên trong, có vẻ vào bên trong sẽ đang mua máu thôi. Wow, quá tuyệt vời. Top 1 Tôn Đại Thánh chỉ một mình phê tấm thôi, anh ta đã vượt con số điểm 9 cao thủ còn lại và anh ta độc quyền phê tấm lên top 1, rất là đẳng cấp. Anh ta chuyên đi giết NPC thì phải, 771 NPC rồi, một con số giết NPC rất là cao. Chúng ta cùng nhau theo đoàn xe của bán hội giang hồ. Mình sẽ soi một số hạt bán hội giang hồ cho anh em xem. Đây là thất điểm xưa, hạt gió đang. Đúng rồi, hạt này nãy mình có soi cho anh em xem rồi. Theo mình vừa cập nhật điểm số đó là phê tống giang hồ 120k và phê kim ma giáo tròn 200k điểm, đang hơn khoảng 80k điểm, một điểm số rất là cao, nên là có vẻ ban hội giang hồ rất khó mà gỡ gạn số điểm này, tại vì trận đấu thiên tử chỉ còn khoảng 7 phút thôi, thì chắc chắn với anh em rằng nếu mà 7 phút thì không bao giờ gỡ được con số 80k điểm rồi. Nên là theo mình dự đoán thì phần thắng nghiêng về ban hội ma giáo đã đạt con số 95% phần chiến thắng rồi. Họ đang hơn nhau 80k điểm, một điểm số rất là cao. Đây là cám siêu quậy ngoài đường môn. Người ta thiếu mình cái dây ăn ban thôi. Là có đủ set rồi. Ban hội ma giáo họ đã ùa vào danh trại phê tống rồi. Liệu có chiếm được cái khu hồi sinh hay không đây? Nếu mà họ đánh hoàn toàn vào bên trong như Tuân lúc đầu trận thì ban hội giang hồ rất khó mà tập trung, rất khó tập trung. Họ đẩy sâu vào bên trong rồi. Tình hình như thế này thì ban hội giang hồ rất khó tập trung. Họ chỉ cần di chuyển ra điểm hồi sinh thì đã bị chết rồi. Rất khó mà di chuyển được ra bên ngoài. Bây giờ là một thứ rất khó cho ban hội giang hồ tiếp tục. Ma giáo đã chiếm được cái điểm di chuyển ra của giang hồ rồi. Trận thiên tử chúng ta chỉ còn khoảng trong vòng 5 phút nữa thôi.
Mà giáo hoàn toàn chiếm đóng danh trại phê tống rồi anh em, nên là giang hồ rất khó mà di chuyển ra bên ngoài. Họ đã khép nép và đặt những quả bom dày cổng, không một ạch nào có thể di chuyển ra bên ngoài cả. Cộng 9 và cộng 3 giờ cũng vậy. Và cộng 9 giờ thì đang bị rất là không có ai cả. Mà giáo hoàn toàn chiếm đóng danh trại phê tống rồi, nên là bây giờ ban hội giang hồ rất khó mà di chuyển và tập trung xe cho mình. Theo tình hình như thế này thì ma giáo họ sẽ giành phần chiến thắng tương tự hôm nay thôi. Chỉ còn vài ít phút nữa thôi, trận thiên tử sẽ chính thức khép lại. Rất khó mà di chuyển ra bên ngoài để tập trung xe cho mình. Ở đâu đó thì đoàn xe giang hồ họ đã di chuyển vào bên trong, rất là đông, không hiểu từ đâu xuất hiện ra. Có vẻ là sau một thời gian thì họ đã cố gắng gom xe đầy đủ thì họ mới di chuyển vào bên trung tâm của doanh trại của mình. Bây giờ thì có vẻ đang dàn xe đã đủ lực, và những lẻ tẻ như thế này thì dàn xe vô tư mà giết được. Họ đang cố gắng di chuyển ra cổng chính. Rất là hay. Bây giờ trước mặt của ma giáo thì chỉ khoảng vài bạc lẻ tẻ thôi, nên là ban hội giang hồ họ đi đến đâu thì một số bạc lẻ của ma giáo thì bị chết hoàn toàn, không thể chống cự. Và sau một hồi thì ban hội giang hồ họ đã rút về doanh trại phê tấm của mình. Bên trong thì chỉ có khoảng hơn 10 ạc ma giáo thôi. Nếu mà những ạc lẻ tẻ như thế này thì ban hội giang hồ không có ngán, đi đến đâu thì những ạc lẻ tẻ này bị chết rồi, chỉ sợ là xe thôi. Rồi, thế là trận thiên tử đã kết thúc. Theo như nhìn sơ qua thì ban hội ma giáo đã giành phần chiến thắng nha anh em. Bên giang hồ họ chỉ mới khoảng 136k điểm thôi, và ma giáo đã đạt con số điểm 242.000 điểm, một con số điểm gắt nhau khoảng gần 110k điểm rồi, một điểm số rất là cao. Và xếp hạng đó là 20 cao thủ hôm nay, đó là ông Tôn Đại Thắng, một ông phê tống. Một mình ông ta nằm trên phê tống nhưng mà đã giành top 1, rất là ok. Và 9 thành viên còn lại đó là hoàn toàn phê kim thôi. Và đó là những cao thủ
20 cao thủ hôm nay nha anh em, trong trận thiên tử hôm nay. Và xin chúc mừng ban hội Ma giáo, họ đã giành phần chiến thắng trong trận thiên tử hôm nay. Và cũng rất là đáng tiếc cho ban hội Giang Hồ, tuy là xe rất là đông, nhưng mà nếu mà xe thì không bao giờ đấu lại những acte của Ma giáo rồi. Và mong rằng những trận thiên tử tiếp theo nếu có cơ hội thì ban hội Giang Hồ họ sẽ cố gắng hơn nữa. Và bây giờ trận livestream hôm nay mình sẽ chính thức tạm dừng tại đây. Và cảm ơn tất cả anh em đã cùng đồng hành Võ Lâm ZVN thời gian qua. Và mong rằng hãy cùng nhau ủng hộ Võ Lâm ZVN ngày càng lớn mạnh hơn nha anh em. Và mình xin bye bye, hẹn anh em vào buổi thứ tư, thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần nha. Và mình xin chào tạm biệt tất cả anh em. Chúc anh em một buổi tối thật ấm áp và gia đình thật ấm áp bên gia đình nha anh em. Bây giờ mình sẽ tạm ngừng livestream đây. Bye bye mọi người nha.